Hello everyone, chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 9 thường. Hôm nay chúng ta tiếp tục giải đề thi giữa học kỳ 1 với bài số 6 la mã. Cái đề chúng ta đang làm dở nhé. Bài 6 la mã là bài đọc này tuyết trình. Miền Bắc và miền Nam của Việt Nam thì có thời tiết hay có khí hậu rất là giống nhau. Tức là có những loại khí hậu rất là khác nhau vào cùng thời gian trong năm. Nha. Câu này có nghĩa là gì? Có những loại khí hậu, có những loại thời tiết khác nhau, rất khác nhau vào cùng một thời điểm trong năm. Ở miền Nam, ví dụ ở miền Nam chỉ có hai mùa, đó là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa thì kéo dài từ tháng 5 cho tới tháng 11 và có rất nhiều mưa trong cái thời giai đoạn này. Mùa khô thì kéo dài từ tháng 11 cho tới tháng 4. Hay là trời rất là nóng và ẩm ướt trong suốt thời gian này, nóng lực ạ. Vậy ở miền Bắc thì sao? Ở miền Bắc thì có hai mùa, nó gọi là mùa đông và mùa hè. Mùa đông thì kéo dài từ tháng 11 cho tới tháng 4 và thời gian này thì thời tiết mát mẻ và khô hanh, và mùa hè nóng lực ở miền Bắc kéo dài từ tháng 5 cho tới tháng 10. Trong suốt mùa hè thì trời rất là nắng và ẩm ướt. Rồi, chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi nhé. Thời tiết giữa miền Bắc và miền Nam ở Việt Nam là khác nhau phải không? Cái này là đúng rồi, đúng rồi. Chúng ta viết là ZSE. How many seasons are there in the south? Có bao nhiêu mùa ở miền Nam, chúng ta đọc rồi, chúng ta sẽ viết là there are two season in the south. Rồi, how long does the wet season in the south last? Mùa mưa ở miền Nam kéo dài từ tháng mấy? Chúng ta viết là it last. Rồi, chúng ta coi đây, mùa mưa the wet season lasts from May to November. Chúng ta biết là từ tháng 5 cho tới November tháng 11. Câu số 4, what is the weather like in the north in winter? Tức là mùa đông ở miền Bắc thì như thế nào? Chúng ta sẽ viết là mùa đông cool and dry. Xong chúng ta xuống bài dưới là viết lại câu nhé. Người ta cho chúng ta này, thật là đáng tiếc tôi không thể nói được tiếng Anh giỏi. Và chúng ta sẽ ước, câu được ước ở hiện tại. I wish I could speak English well. Câu số 2, họ xây cái khách sạn này cách đây 6 tháng. Vậy là khách sạn này được xây cách đây 6 tháng. Để chúng ta chuyển đến câu bị động của thì quá khứ đơn. Vậy là was built cột 3. Rồi, 6 months ago. Câu số 3, anh ấy thích mặc quần jean. Vậy thì anh ấy be interested in wearing jean. Rồi, câu số 4, không cần thiết cho tôi phải mặc áo dài ngày hôm nay. Vậy là tôi không cần phải mặc áo dài. Đó là I don't have to wear the áo dài today. Rồi sang câu số 8, bài số 8 la mã. Bài số 8 la mã. Hoàn thành câu sử dụng từ đã cho. Cô ấy ước, đây là câu điều ước. She wishes. She wishes she had a big house. Cô ấy ước rằng cô ấy có một ngôi nhà to. Câu số 2, lúa được trồng ở đất nước nhiệt đới. Đây, lúa là vật nhá, và đây là thì hiện tại, cho nên chúng ta xài bị động của hiện tại đơn. Vậy ở đây sẽ là grow cột 3, thêm chữ N vào. In tropical country. Ok. Rồi, chúng ta xuống bài số 9 la mã. Điền vô. Chúng tôi không chỉ chọn quần áo để làm cho chúng tôi thu hút. Ở đây lúc đằng sau lúc là một tính từ, cho nên ở đây chúng ta chọn câu B, attract, thu hút, tính từ này.
À, chúng tôi còn sử dụng quần áo, à, chúng ta còn sử dụng quần áo để nói với thế giới về, về là sẽ about, à, về cái gì, về ngoại hệ tính cách cả, à, tính cách của chúng ta, quần áo, chúng ta mặc và, một ngoại hình của chúng ta, appearance, ngoại hình thì sao, à, thì nói chung là sẽ mang tới cho người khác những cái thông tin hữu ích về cái mà chúng ta nghĩ và chúng ta cảm thấy như thế nào. Ở đây sẽ là how. How we feel. Nếu mà chúng ta cảm thấy vui mừng, chúng ta luôn luôn chọn quần áo màu mắc, màu sắc là sáng sủa, sặc sỡ, colorful, tính từ. Và nếu mà chúng ta cảm thấy buồn, chán nản, ở đây sẽ là một cái tính từ nha, depressed, buồn, chán nản. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ mặc cái đồ tối màu. Nhưng mà tại sao thanh thiếu niên lại mặc màu đen quá thường xuyên? Thường xuyên ở đây chúng ta xài trạng từ frequently. Có phải là bởi vì họ cảm thấy đau buồn, tang thương mọi lúc không? At the time, all the time. Đây nó không giống như trong trường hợp này. Có thể chỉ là bởi vì rất là thời trang, fashionable. Chúng ta đang thiếu một tính từ ở đây để mặc màu đen. Và những người trẻ tuổi thì thực sự là những tín đồ thời trang. Chúng ta sẽ những tín đồ của thời trang. Chúng ta coi nào. Fashion, chúng ta đang thiếu một danh từ ở đây, chúng ta sẽ xài từ fashion. Ok, rồi đề kiểm tra của chúng ta, đề thi giữa học kỳ 1 của chúng ta tiếng Anh lớp 9 đến đây là hết rồi. Goodbye and see you later.